Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh kỷ niệm cô nhé. Chúc người mới thật nhiều sức khỏe và thành công nha. Hôm nay mình mới đi tìm được bánh boca bánh quế nha, vị trứng muối nha, nhân kem với trứng muối nha, thương hiệu của PepsiCo nha, mới này, 30g, giá là 13.000 nha, khối lượng là 115g. Đó, được làm từ bột mì này, đường này, bột quét này, dầu thực vật này, bột trứng muối này, bột sữa nguyên kem, tinh bột bắp, chất nhuộm hóa, muối ốt, hương liệu trứng muối nha. Đó, đơn giản rồi thôi, 13.000 một gói nha. Đó, bọc này này. Đây, họ sẽ để trong một cái khay như này. Đó, cái cắn, đổ vào đây luôn. Mở ra thơm của trứng muối sực nước mũi luôn nha. Đây, cho bánh kem này. Thơm lắm nha, mời mọi người thử nha. Ở ngoài thì giòn nha, cái kem bên trong á thì thơm thơm vị bắp này, hậu nó là vị của trứng nha, mà kiểu như lòng đỏ trứng như nào á, ăn rất là ngon nha, tuyệt vời nha. Ở ngoài thì giòn, ăn vô trong á thì hòa quyện giữa hương bắp với hương trứng muối, rất là hợp nhau luôn, nhất là có vị trứng muối nhiều nhất luôn nha, thơm ngon tuyệt vời nha. Trứng nhân rất là dày nè, đã từ đầu đến cuối luôn nha, chỗ nào cũng có nha, không có như mấy loại bánh quế thường thường á thì chỗ có chỗ không nha, có này họ đổ từ đầu này đến đầu này luôn này, rất là ngon nha. Vị muối ra, trứng muối ăn cực kỳ ok luôn nha. Mọi người mua dùng thử đi. Chào mọi người cứ theo dõi mình nha. Mọi người nhớ like, đăng ký ủng hộ mình. Xin chào mọi người trong video tiếp theo nha.